Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Buổi sáng nay thì em lên sóng mở hàng nhanh cho các bác một cái cặp loa của Nhật Lông. Cặp này thì có mã là ME55. MG55, xin lỗi, MG55, đời 2 số. Đấy, giống loa rất là VIP của thương hiệu này. Đây, thành thức thì nó về nó phía sau nó bị một tí các bác nhá. Đấy thì về các bác nào biết sơn si thì mình có thể xử lý lại cho một tí. Còn không thì em nghĩ là để nguyên được, bởi vì để mộc này nhìn hay hơn. Đấy. Để mộc này thì nhiều khi là nhìn nó cổ kính hơn. Đấy, hàng bãi của Nhật mà, hàng bãi thì có biết dùng ạ. Làm sao mà nó có thể tránh khỏi được cái chuyện là nó sơ sát này, nó bụi một tí đúng không ạ? Cái này thì khó lắm, vì hàng bãi. Rồi vâng, với cái cặp loa này thì cái chất bát của nó được rất là nhiều các bác gọi là nể phục luôn. Đấy, bởi vì cái dòng đời 2 số này nhá. Đấy là của thương hiệu Đời Lông. Đấy. À, cái chất bát của con này thì nó có đặc điểm là tiếng đánh rất là giòn và đánh nó cảm giác là nó thướt tha các bác. Tiếng đánh nó thướt tha, nó rất là mềm. Đấy, nghe nó rất là hay, con bát nghe nó rất là phê. Đấy. À, con này thì cấu tạo bát nó thiết kế đặc biệt so với cả những dòng khác, đó là cái dòng này là đặc trưng của nó là dòng gân lồi. Tức là cái gân nó hơi đưa cao hơn phía trước. Các con khác thì nó sẽ đánh thu ở trong, tức là cái gân nó sẽ thu ở trong bằng cái mép này, thậm chí có thể thấp hơn cái mép ngoài này. Đấy, nhưng tuy nhiên thì con này gân nó sẽ lồi ra ngoài. Đấy, màng carbon như cái dòng gân lồi ra ngoài. Thì đây là cái đặc trưng và cái đặc điểm của cái dòng đời 2 số. Đấy. Và theo em tìm hiểu và cũng một số bác khách các cũng từng chia sẻ ấy, thì là cái cách thiết kế gân như thế này giúp cho cái tiếng bát đánh nó giòn hơn. Tức là cái quãng bát ấy, nó sẽ ra vào nó rộng hơn. Đấy, so với cả những con loa khác. Đấy. Và cái cách thiết kế này thì nó cũng kiểu dòng giống gần như dòng gân xếp ấy. Tức là cái dòng gân xếp thì cái quãng bát của nó ra vào nó rất là rộng, thì con này có cái đặc điểm nó là như vậy. Nhưng tiếng bát con kia thì nó khỏe nhưng mà nó không được đậm như con này. Đấy, con này tiếng bát nó sẽ đậm hơn và nó sẽ thướt tha hơn. Đấy, đánh nó mượt hơn. Thì đấy chính là nói chung thì mỗi hãng người ta sẽ có một cái thế mạnh riêng. Đấy, ví dụ Onkyo thì cái phần trung âm nó tốt. Đấy, tép nó tốt. À, bát nó khỏe. Đấy, nhưng mà Đời Lông này thì tiếng bát của nó sâu và ấm, nghe rất là phù hợp với cả những bản Boro. Đấy, những bác làm hay nghe nhạc vàng hay nhạc Boro ấy, thì em nghĩ là đây là một cái sản phẩm mà các bác không nên bỏ qua nhá. Không nên bỏ qua, bởi vì là cái chất của con này nghe nó sướng lắm, nó phê thực sự luôn. Và cái cách phối màu của nó cũng rất là thích mắt các bạn. Nó là màu cánh gián các bạn. Đây. Đấy. Dòng màu cánh gián thì rất là đẹp. Các góc cạnh các mặt này thì nói chung là tuyệt vời. Các mặt này này, mấy cái mặt trước này là rất là đẹp. Đấy, thì tuy nhiên nó chỉ có hơi bị phía sau một tí, thì em đã nói rõ rồi đúng không ạ? Đây, đây. Đây, nó cũng hơi bị một tí thôi, nói chung thì cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Phía sau thì mình có thể về mình chấm thêm một tí sơn hay là mình gì vào cũng được, nếu mà mình thích gọi là cầu kỳ nó đẹp. Gọi là long lanh. Đấy, còn cơ bản thì tới nhà là có hợp lý. Bát con này thì được trang bị lớp mà đo chuẩn của nó nhá, thì nó là bát 15. Đúng tiêu chuẩn của hãng, nhưng mà đo theo cái viền bên ngoài này thì nó rơi vào là 14, còn nếu mà đo theo viền gân nó là 13. Đấy thì em cứ báo là mấy kích thước như vậy. Còn vỏ nó rộng là 16.5, sâu là 23.5 và cao đặt khoảng 26-27.5. Đấy, 26.5 đến 27. Sau đây em sẽ ghép công suất vào để lên nhạc các bác nghe thử luôn nhá. Dạ vâng, sau đây em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức chất âm đến từ cái con MG33 nhá. MG55 nhá. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sao tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm lòng nhưng chưa một lời chưa trao câu ước. Em mong say bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím cuối trên mùa thi năm cuối sông. Em theo trong xứ lạ để bằng lòng ngóng nơi xa.
cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dang chưa yêu đã lỡ làng. Về ngân khung hát dù vương hoa sân tím đường. Dạ vâng nhá, em cũng rất là muốn các bác nghe thêm chút hơn chút nữa nhưng mà cái thời lượng video nó có hạn, thế nên là em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đấy, loa về thì có căng đầy đủ hai chiếc cho các bác luôn. Đây ạ, căng đây nhá. Đấy, căng đây các bác này. Đấy, hai chiếc căng nhá. Đấy. Thì giá của con này bình thường của nó ấy thì nó sẽ là 1.600.000 một cặp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi, cặp này thì phía sau như em nói rồi, nó hơi bị một chút ở phía sau một tí kìa. Đấy thôi em bớt cho các bác nhá. Vâng, thôi để các bác giá cặp này là 1.330.000 nhá. Đấy, tôi bớt sâu cho các bác luôn. Mặc dù cặp này bán như vậy là tiếc lắm đấy, nhưng mà thôi vẫn phải bán, tại vì là lưu kho mãi thì cũng không được. Đấy thôi em xả các bác còn 1.330.000. Đấy, xả luôn nhá. Đấy, mà hàng buổi sáng xả luôn cho các bác là 1.330.000. Đấy thì bác nào chốt cặp này thì alo luôn cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Những cặp như này em thật, các bác mà không chốt nhanh là các bác khác quay lấy rất là nhanh. Bởi vì là những cái dòng này là dòng nó VIP mà. Đấy, đã VIP xong lại còn chất âm thì thôi khỏi phải chê rồi. Đấy, nó chỉ hơi bị một tí thôi nhưng mà em gọi là bán xả lỗ cho các bác luôn. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.